Thì tái sinh lập địa là địa cầu nó có rồi, sông ngoài nó có rồi, biển cả nó có rồi, núi non nó có rồi, cây cối nó có rồi, tất cả sự vật nó đang tồn tại rồi. Thì họ nhìn sự vật này, họ nói này, họ nói với nhau này, đấy cả vì cứ ghi nhận cái sự vật đó rồi biết là như hình thù như vậy, cao thấp như vậy, như kia là có lá màu xanh nó đôi như vậy. Bây giờ mình đặt nó cái tên đi, lá nó như rửa như kia, mình đặt cho nó cái tên đi, như là đó là cây thông. À thì nướng vào cái đó, lúc đầu người ta đặt là có những cái có sẵn rồi, nhưng mà sau này có những cái không có sẵn mà người ta tạo ra, người ta chỉ ra những cái điện thoại này, trước đó là không có, nhưng khi người ta chỉ ra người ta thì hội đồng của họ á nói là mình đặt cái tên gì đó, người ta chấp nhận đó là điện thoại. Thì chứ bây giờ mình nói á, cái điện thoại á, khi họ nhìn vào cái điện thoại đó là có những vật quý ước, nhưng mà khi người ta đặt cái tên cho cái điện thoại là cái đó là gọi là cái điện thoại, cái này là danh quý ước, mà danh là gọi là tên điện thoại. Thì cả thế gian nếu mà con nhìn từ viên gạch điện bạc để viên phấn thì không có một cái gì đi ra ngoài vật quý ước và danh quý ước, đúng không? Thì cái này là để là gì? Để làm sự thật, sự thật trong cuộc đời thôi. Ví dụ cái thân con là như gì? Đó, thân con là như gì? Đặt tên là na, nhưng đặt tên ngoài con là nờ không được, không bao giờ được, hẳn sai sự thật. Ví dụ con đi khám bệnh hoặc là con đi làm dạy bạch bom, con cứ sai cái tên thôi, không được rồi, đúng chưa? Cho nên một sự thật mà thế gian nó chấp nhận như vậy, người đó là người đàn bà, người đó là người ở chỗ nợ chỗ kia, nếu như mà tật đi làm được đó, thì bây giờ có mà nói đất ấm cũng được đó. Cho nên đây là một sự thật đấy, sự thật mà ai cũng chấp nhận. Nếu mà khi đến thì chánh đề nó là khác, chánh đề nó chỉ có Phật, đạo Phật mới có, không có đạo không có, là sự thật mà. Chân nghĩa là cái gì? Chân nghĩa là đúng theo là sự thật à? Chất, đúng theo bản chất của sắc chưa? Đúng theo bản chất của cả Phật. Đó, chân hay là sự thật một cách đúng đẳng ấy. Đó, đúng theo bản chất. Hay là sự thật một cách chân chẳng, chân chẳng nếu là chân, vì sao gọi là chân chẳng? Là đúng theo bản chất thì gọi là chân chẳng. Nó bản chất của nó là gì đây? Ví dụ tục đề này, anh A, chị B, à anh A, chị B, cháu C, thì cái này là quy ước. Nhưng cái tên gọi nó gọi là danh quy ước, còn cái hình thể của những người này nó gọi là vật quý ước. Nhưng mà khi quá chân đề á, tên A là chi? Danh là sắc. Chị bé cũng danh sắc, chẳng còn khác nhau được. Con có chào sư. Khi mà mình ở trong anh A chị bé với chào sư anh A, ví dụ đẹp này, ái xấu này, bắt đầu phiền não thì khởi sắc. Chị bé về đẹp xấu, chào sư về thông minh hay ngu dốt thì phiền não thì khởi. Nhưng đi vô á, sự thật thôi á, bị giảm sắc thôi á, thì mình phân biệt cái gì á, mình đổi đại cái gì á. Thì tất cả những cái này đều quy về một thể, đó là giảm và sắc. Nên mình phá ngã được, đúng chưa? Mình vượt ra khỏi cái ngã chấp được. Mình vượt qua ngã chấp bởi vì mình đi vô cái thể của nó, chứ mình đi vô cái tượng dùng của nó, tượng của nó. Mình vô tượng, từng A, từng B, từng C, từng xấu, từng đẹp, từng tốt, này nào là bắt đầu phiên nào sẽ khởi sắc. Cho nên cái chân để là cái sự thật mà giúp cho mình giác ngộ được thôi. Dạ đúng. Đó. Thế là đây là có hai sự thật như vậy. Mà thì trong chân để về danh và sắc thì Đức Phật Ngài chia ra, chia cho chúng ta thấy được là rõ về bốn sự thật trong cả danh sắc ấy, trong cái gọi là con người này thôi, gọi là tâm vương. Tâm sở,
sắc pháp niết bàn. À, vậy nên là có sẵn trong mỗi người, thì tâm vương tâm sở nên là vậy là dẫn có sắc pháp và sắc mà nhắn cộng sắc á, còn người ta còn gọi là chi? Tâm, là chúng là tâm và vật, à, tâm lý và vật lý, hai là chi? Tiện trình, đó chỉ là tiện trình đó. Khi đã nói tiền trình của tâm lý vật lý thì là chi? Sáng sở tư duyên. Tư duyên mình làm chủ được, mình chỉ mình không bắt nó, không sinh khởi được, nó từ tùy theo duyên nó sinh khởi. Mình chỉ sống thuần theo tùy duyên này là gọi là niết bàn, là thuần đó. Dạ. Yeah. Khi mình thấy được tiến trình của thân tâm của mình sáng khởi tùy theo duyên thì mình sẽ sống thuần theo duyên này, thì mình đi nghịch lại thì lúc đó tâm mình nó bình. Ví dụ có sống mà có cỏ biển đồng gì đó thì chúng ta chấp nhận cái biển đồng đấy, không được, cũng còn nhiều bạn nó thuần theo biển đồng đó. Thế này. Yeah. Nhưng mà giữa bốn sự thật nữa, chứ để là sự thật, sự tâm vương cũng là sự thật trong con này. Tâm vương là đặc tận là nhân biệt cảnh. Đó, tâm sở là nó sanh khởi nướng vào tâm. Đó, nướng vào tâm không mới sanh khởi được. Và trở lại ảnh hưởng đến tâm. Hay nói tâm sợ chính là nhiệt trạng phải không? Tâm sợ này là nhiệt trạng phải không? Cái này hay là nó bao gồm ba yếu tố trong ngũ quẩn á, thì hẳn thuộc về thọ tưởng. Bao gồm toàn tâm sở là bao gồm thọ tưởng hành con thì nhân bị cảnh thuộc về thức, còn sắc phẩm là sắc luôn biến đổi. Đặc tính là luôn biến đổi, gió nặng lạnh. Nhật Bản nó đang phải vận lăng thiên hạ. Cái cuối câu á là nghĩa tâm vương tâm sở sắc pháp nó cũng là danh cho sắc. Nếu mình nói một cách ngắn gọn không là rộng ra nó chính là sắc thọ tưởng hành thức thủ
mà chấp thủ nguồn á thì khổ. Còn không chấp thủ nguồn là niết bàn. Cho nên mình Đức Phật ngài đưa ra bốn cái pháp này á thì để mình bắt đầu mình thấy rõ được những cái tiến trình vận hành của nó, để mình chấp ngã, mình chấp cái nguồn này. Đấy là nguồn đấy. Mình chấp nguồn này nên mình sẽ được liệt. Cho nên bốn này là sự thật ở trong mỗi. Sa thu sa thu sa thu.